Hello anh em, vào game anh em nha. Tôi tiếp tục vào chơi cái event này. Đây, ở video trước thì tôi chơi hết 4 level rồi. Mà tôi chơi hết 4 level lại. Cố là trong một cái clip là xong cả 4 level luôn. Đấy, không để đêm dài lắm mộng. Uầy. Ác thế. Không được quá 15 cây còn bảo vệ hai con này. Con thám hiểm kia đau lắm. Từ từ nha, từ từ. Khả năng vẫn có cửa. Rồi phải chơi con nào bút bút anh em ạ. Bút bút một tí. Bỏ này đi, cho này vào. Đấy. Này ổn nhỉ. Từ từ tôi xem. Còn một là châu thì con bảo kê. Tôi phải chơi con này đây thì chơi con Penner. Chắc tôi sẽ trồng khoảng tầm 3 cây thôi. 3 cây chúng bạn lên hòn núi cao đấy. 3 cây dân ấm này này. Đâu đây em? Bình tĩnh thôi. Câu giờ một tí. Trong một cái hàng ở đây. Ta sẽ câu ở đây một phát. Đấm đi. Đấy. Làm sao mà xong lần băng còn đấm chết được con zombie này không? Khả năng chết được anh em ạ. Chết được rồi. Chứ ngọn đấm khỏe phết. Thấy chưa anh em thấy chưa? Lực. Đấm nó. Đấy. Thả lửa nào. Cây từ từ thôi bạn đâu thế càng đấy chết ngay sao lại cố giấu đâu cơ. Chạy là 5 chặng đi. Ác thật. Ăn con tê giác. Ui. Từ từ ông ơi. Không đừng làm tôi sợ. Còn một chặng nữa. Ôi, từ từ thôi. Này lỗi.
bắn trò này. Ôi kìa, ôi kìa. Ngon, ngon. Ôi. Được rồi bạn Hiền, được, căng 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 căng. Chú lại ra. Ừ, phải đào đào đào. Tí thua anh em ạ. Tí thua. Đi đi. Làm cái đây. Làm cái đây. Đây vào. Tí thua. Mấy con. Mấy con cầm đuốc ấy kinh thật. Nó bị giả man đấy. May là con băng nó hồi hồi kịp lúc. Tiếp level 6 anh em nhá. Phải cố gắng, phải xong hết 4 level trong một cái lượt clip này. Play your different and defeat the zombies. Đây lại con đuốc này. Ôi không được gì à, không được vậy thì phải chọn ngô rồi em ạ. Không được không được cho chọn cây ra tiền thì mình phải ngô rồi. Mày hiểu là nó rẻ rẻ luôn. Đấy. Chơi bom mà, chơi mấy loại bom luôn. Này này, chơi là con kiểu khống chế một tí. Xong rồi trên mặt. Ngô này. Không có mộ đúng không? Không có con kiểu tạo mộ nữa. Để chơi con đấy, nhưng mà để rẻ này đi. Con này đi. Hợp lý, khả năng hợp lý rồi đấy. Hợp lý, à. Nó sẽ trồng chắc là trồng hai hàng ngô đi. Hai hàng ngô, một hàng điện đi. Tại sao tôi lại chọn ngô? Bởi vì nó lại có cái sự kiểu stun đấy, bơ ấy. Anh em nhìn con điện của tôi, cu te không? Tay thỏ luôn. Thì tại sao tôi chọn điện vì con điện nó đánh lan mà nó lại rẻ nữa. Đấy, thế là thấy là nó là nó phủ lý nhất trong cái yếu hình mà tôi chọn. Đấy, đã xong. Điện ngay, biết ngay khổng lồ sẽ ra mà. Đừng im, thấy chưa? Lợi thế là ở stun ở chỗ đấy. Này thua lên một tí anh em nhá. Chờ này nó đi lâu quá. Yeah, tiếp tục stun này. Tôi có này lên level 4 là tôi chưa nâng cơ. Con ngô lên level 4 tôi chưa nâng. Tha hồ ăn bơ đấy. Đừng mà em. Ui, đông quá. Mình tính nghĩ cháu làm có khoa. Mình tính cháu lên một con khoa. À, một khoa nằm xuống. Rồi. Lỗ. Lỗ. Ui, lao kinh quá anh em ạ. Lao kinh quá, tôi không làm gì được. Bây giờ anh em đứng trong một lúc nhá. Đi một lúc thôi. Đừng im. Vẫn hưởng đi gì nữa.
tiếp này. Đấy. Đó, anh em đội hình tôi chuẩn chỉ không? Bắt chuẩn. Tiếp vào. Level số 7. Ôi giời. Dùng không được phép quá 1800 mặt trời. Căng nhỉ. À, cái map tôi chơi rồi anh em ạ, nó khó dã man luôn. Tôi chơi rồi. Anh em đừng muốn trồng hoa anh em ạ. Anh em đừng muốn trồng kệ, tại vì anh em dùng không được quá 1500 mặt trời mà đừng có trồng phí ra. Trồng hoa và mai khó, ngày xưa tôi chơi mắc này phải 5-6 lần mới thắng được. Bởi vì anh hiểu là map này kiểu không con nào gây sát thương cả ngoài con bom này, hiểu không? Thế nên là anh em phải tính toán lâu á. Trồng ba cái khoai này đây. Ngày xưa khoai tôi lên một thấp vào level 6, biết có đỡ lại được không? Vẫn kịp ăn xong cái kia, cái mộ. Từ mày bình tĩnh thôi, mình có nóng này đây. Nó rất là khó anh em ạ, sự anh em thật. Đổ ra, đổ hết này. Anh em phải để ý là vì tiết kiệm tiền này, có 1400 đô tiết kiệm. Làm sao khoai mình chịu được anh em ạ. Cố lên. Ngày xưa khoai tôi như hồi level 3, level 4, level 6 tôi nghĩ là sẽ chịu được. Qua một chặng rồi. Qua đến chặng thứ 2 rồi. Vẫn còn trâu lắm. Chịu được. Cái này anh em phải rất là tập trung anh em ạ. Nó đây này. Đỡ hết đằng này này. Đó, con này bị. Ôi giờ. Phải để ý ngay. Anh em thấy chưa? Khó lắm, không đùa đâu, băng một tí đi. Đấy, cố lên, sắp đến trọng cuối rồi. Ngày xưa tôi chơi mấy lần ấy mà chơi còn phải dùng mấy cái bổ trợ ở dưới này, cái phép bổ trợ ở dưới này. Đấy. Ui kìa. Nhanh thế mày. Cố lên, chặng cuối đi. Chưa chặng cuối. Từ tôi hỏi con này. Bọc có lạ. Từ từ thôi. Giận thế khoai nó sống làm sao được. Đó. Đấy. Dạ, em cho anh em tính toán nha, anh em thắng được. Rồi, thêm một cái lá nữa. Từ thôi.
đây tôi cho này vào quay lại đấy. Rồi mẹ hết cả đầu rồi. Rồi chậm cuối rồi, chậm cuối rồi, chậm cuối rồi, cuối lên, cuối lên. Chậm cuối rồi. Bỏ qua. Chậm cuối rồi anh em ạ. Ôi giời, chưa kịp bọc. Bọc. Này là khá đấy, khá đấy. Tiếp tục bọc cả băng quần bọc đâu. Ôi, còn đúng ba phát lổ thôi anh em ạ, phát lổ thôi. Đừng nha, đừng ba phát lổ rồi em thấy chưa, nó quá là khó luôn. Nào, vẫn phải dùng để phép bổ trợ anh em ạ, không dùng không được. Đây đổ hết cái này, còn đây em còn mấy hàng sau rồi. Anh em thấy chưa? Thấy là cái điều kiểu bắt buộc mình phải dùng. Cho này không đủ. Cho này đủ được một quả bom nữa thì còn 100 vàng, à 100 mặt trời, không đủ. Phải dùng anh em ạ. Rồi cho một con bom vào đây, quả vào đây. Rồi cho hàng này. Đấy, con này phải dùng dùng khách bổ trợ rồi. Để dùng cái thần điện đi. Đây, dùng quá là anh em sẽ thua. Điện yếu ê. Yeah, anh em không dùng này sẽ không phải thắng được. Vì con này nó quá khó. Đấy. Ngày xưa khoai tôi level 3 hay 4 như vậy mà tôi chơi còn chơi mất bao tiền. Chơi mấy lần liền. Rồi, gặp con boss rồi anh em ạ. Cho con đấm này ạ. À? Con đấm căng rồi. Cái này. Máy cây tâm vượng máy này giảm vào thì phần vào cây tâm vượng bên trồng được rồi toàn mộ phát rồi có ngay ăn mộ lao vào đây anh em mà bị lao vào anh em dùng cái dùng lá trong con gì nó thành xóa khô lát lắm nên là một thằng công cụ cay tên vừa mới thế nhở vừa mới gì được sao. Vừa mới ăn mộ hết được rồi xong nó lại mọc lên. Tụt thật.
từ thôi. Ông nào ra con này quả gì nhỉ? Đừng lên mộ, đừng vào mộ nữa mà. Chẳng hảo gì cả. Ui, đừng ngồi. Không nảy đấy nhở? Rồi bây giờ đã. Đây. Con nón mộ này đây. Đây. Thả vào đây. Rồi ra ngoài. Đó, mình đem ngay. Quay chúng tôi bạn nó mình bây giờ nó ổn định, nó ngon lành cành đào rồi anh em ạ. Nào, cú nào. Bây giờ dư cây mà trồng. Lá này sẽ ra cái gì? À, nó phun ra nhiều cái đấy hơn. Kiểu nó giống kiểu dạng là bơ ấy, anh em. Như đây là dầu. Đây là quả thông. Đây là quả thông đúng không ạ? Quên rồi. Quên không dùng lá rồi. Vét cho sạch bóng, sáng bóng luôn. Đang mải một chuyện là kiểu dầu thông ấy thì nó kiểu nó dính ấy. Đây là dầu thông thì nó đốt ấy, đốt thì làm đuốc ấy. Không biết anh em có biết không? Không mải anh em. Ủa, từ rồi. Nào mày phải đọc xuống mày chạy chưa anh em đội hình vào phong cái game là dễ luôn. Lào chúng tôi win. Bắn này. Sao à? Đã xong map cuối cùng của game rồi anh em ạ. Sweetie, and we did it. We made sure with the other side. Nói chung mà tôi trong tất cả cái map mà chơi nhận được 80 kim cương thì tôi map này là dễ nhất. Còn những cái map như kiểu cái map mà nguyên thủy, úi xồi, tuyệt vời, khó dã man. Nhận được 80 kim cương. Đó. Rồi clip tôi dừng em nhá. Clip tôi cũng khá dài đâu. Đấy thì hẹn clip tiếp theo. Bye anh em.